này chúng ta À, đều đã có trải qua mấy bữa nay và Tuấn thời sinh theo viên dõi và Euro rất những va chạm đó là ở nhiều. trường đời Nếu cảm nếu xúc nói đội thật sâu bóng mà trong Tuấn trái thích đó, tim thì của mỗi người. Và quý vị thân mến, là đội Ý. cuốn phim Mặc điện dù ảnh mọi người Mùa hè đánh đẹp giá nhất không sẽ cao được đội Ý, nhưng công mà chiếu Tuấn vào cảm tối giác ngày là hôm Tuấn rất nay thích cái lô và đá đồng của thời đội sẽ có Ý. suất chiếu sớm Họ luôn từ vào từ lúc từ tốn mà họ không 19 bao giờ giờ bỏ ngày cuộc. 27 tháng 6 năm 2024, đường à Theo những ứng cử xuất viên thì Tuấn hiện nghĩ tại rất là nhiều những phức tạp trên toàn quốc. Thế nên là chúng tôi rất là ứng mong cử quý vị viên sẽ dành tình yêu là thương cho dự án điện ảnh mang Anh tên hoặc Mùa là Đức, hè nhưng mà đẹp Tuấn nhất. nghĩ là nếu mà được thì Và ngay năm bây nay giờ trọn vẹn thì cho chúng tôi Bologna. xin được trân trọng giới thiệu trên sân khấu. Thưa quý vị, Anh là xem những một nhân mình vật không ạ? chính đã góp nhặt nên cảm xúc và câu chuyện cho dự án Mùa hè đẹp nhất. Bà Chúng tôi xin được xã trân không có trọng giới xem thiệu nổi, bà đạo xã diễn khuya không Vũ nổi, Khắc tại Tuần. vì đa số là đá vào giờ 2 giờ 2 giờ 2 khuya. Xin chào anh. Thấy mùa nào giống mùa nào. Anh không có theo dõi nổi luôn á, tại vì thật sự đó là nó chiếm hết thời gian, chưa kể là công việc cá nhân bên ngoài nữa, là bây giờ mỗi ngày là coi như sáng mở mắt là công việc tới tối luôn. Có chăng đi nữa thì anh em nói chuyện chat với nhau để biết tình hình thôi, chứ cũng không có sẽ xem được, quá đuối. Anh hả? Anh thích Ý nhất. Dạ. Anh luôn hy vọng Ý sẽ chiến thắng vậy thôi, còn anh không theo dõi để mà gọi là đoán được thì anh sợ đoán bậy mất công. Trước đó là có bao giờ mà cái kỳ thi tập đoàn rồi mình sẽ hết không anh? Có chứ, cái Euro hay World Cup nhỉ? Anh nghĩ rằng những cái kỳ như vậy á, thì ở những cái trận bán kết chung kết là anh đều xem, và không biết đợt này có được xem hay không, nhưng mà mọi khi là cũng ra ngoài cà phê với bạn bè hức tới hết trận rồi ngồi bàn cho đã nữa thì mới về. Sẽ có những